gọi thông minh á, thì em còn biến chứng gì nữa? Anh là thầy chứ hỏi. Em làm như vậy được 8 điểm và 9 điểm đó, bây giờ tôi hỏi thêm nữa để em khác người khác là em trả lời thêm rồi biến chứng gì nữa. Giữa thầy là có thể gặp Chuyện gì? em chưa nghĩ ra, để em nghĩ là Muốn gây mê thì em phải đưa thuốc vào đâu là hay là bệnh nhân có thể là sốc phản vệ ạ. chính xác, sốc phản vệ do thuốc. Rồi muốn đưa thuốc vào 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 trong cơ thể thì em đưa đưa qua đường nào? Giữa thầy là thuốc mê sẽ được gây mê qua nội khí quản, qua có thể là qua truyền tĩnh mạch ạ. Thì một ngày thì biến chứng sẽ gì xảy ra? Tim ngưng thở. Biến chứng gì do thừa? Thầy có thể là ngừng tim hoặc ngừng thở. Có rồi, nhưng mà thầy ý thì nói em nêu nêu ngắn gọn biến chứng gì xảy ra? Là giỏi đó đó, nhưng mà cố gắng nói thêm tí nữa cho ráng điểm đến để được điểm tuyệt đối đó. Khi đưa thuốc vào trong cơ thể thì em phải đi qua một cái đường tĩnh mạch, như vậy để làm được đường tĩnh mạch thì em phải tìm một đường tĩnh mạch trong quá trình đường tĩnh mạch, những biến chứng xảy ra trong quá trình tôi dệt ha, ví dụ như sốc giao dịch tiền này ha, và kỳ khác nữa là các biến chứng do thủ thuật mà ra, ví dụ như các em đâm có thể gây phù nề chỗ vùng tim này, nhiễm trùng vùng tim này, đưa vi khuẩn vào vào máu nếu như các em không không dùng có cái chế độ nhịn cung an toàn này, hoặc là gây là bị hematoma ở tại chỗ đó này, gây thuyên tắc 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 khí này, đó là những cái các em phải nói thêm ra nó thông minh à, cái đó là một điểm vừa để dành cho những người thông minh có thể nói thêm, nhưng bây giờ nói ra thì các em phải nhớ và xin slide tiếp. Rồi các biến chứng do thuốc tê, các biến chứng do thuốc tê thì các em sẽ đi vào là các cái bài biến chứng do bác sĩ Khôi sẽ dạy các em chưa? Các em được học bài biến chứng do thuốc tê chưa? Được chưa? Dạ rồi. Rồi người chưa là sao? Đó, vậy là có người học và có người không học, học online là có dở vậy đó, đúng không? Mà học trực tiếp thì gặp nhau thì chúng ta là trao đổi nhiều hơn, nhưng mà trong mùa dịch thì bây giờ phải chống dịch thôi. Cái thầy mà thích dạy đứng trên bục giảng hơn là cách ly văn phòng luôn, không ai hỏi thầy gì hết trơn nữa. Mà tiếp xúc với các em mà mình trao đổi nó dễ hơn. Thì có cái bài biến chứng thuốc tê thì các em sẽ đi vào bài biến chứng thuốc tê, các thuốc tê tại chỗ, các loại thuốc tê thì bác sĩ Khối dạy. Biến chứng do cái tê tủy sống và biến chứng do cái tê ngoài màng cứng thì bác sĩ Vân Anh và bác sĩ Thảo nhân viên thầy sẽ dạy đó. Mà nhớ một cái quan trọng nhất trong biến chứng thuốc tê những năm gần đây là nhiễm độc và ngộ độc thuốc tê, thì hiện nay nhờ người ta phát hiện ra những cái trường hợp ngộ độc thuốc tê và nhiễm độc thuốc tê, người ta sử dụng một cái dung dịch truyền bây giờ có tính cách là antidote thì luôn á, người ta truyền các cái intralipid là các cái dung dịch mà nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch lipid á, thì khi người ta truyền những dung dịch này thì nó hóa giải được các cái thuốc ngộ độc do thuốc tê, ví dụ như lidocaine, siloxane, mạc in. Các em nhớ là có cái bài nhớ như vậy, như vậy như trong cái đề thi mà thầy cho ví dụ như thai cấp 2 thì biến chứng gì xảy ra khi chọn lựa phương pháp vô cảm với tê tủy sống, thì em phải nhớ một có cái là biến chứng gì do ngộ tê mà các em nó sơ qua, nếu trong trường hợp biến chứng ngộ độc thuốc tê thì xử lý bằng các antidote bằng intralipid, và em giỏi hơn nữa là em cho liều lượng thì thầy sẽ cảm tình hơn và thầy sẽ cho điểm tuyệt đối hơn. Slide tiếp ạ. Tiếp bài này có trong bài thử của thầy thì thôi rồi. Xin tiếp ạ.
Đây xin tiếp đi. Cái nguồn do thuốc tê đó. Và nên nhớ mà khi cái biến chứng thuốc tê là đầu tiên là các triệu chứng thần kinh nó xuất hiện trước nha em. Khi mà cho các cái thuốc tê sau khi các anh tiêm nhổ răng này, hoặc là em phẫu thuật một cái sau này đi cấp cứu thì các em có thể khâu da những cái vết thương này. Thì sau khi tiêm thì bệnh nhân nó u ớ, bệnh nhân lơ mơ ngủ gà thì các anh nhớ là nó biến chứng do thuốc tê đó. Lập tức các em phải cấp cứu và truyền các cái dung dịch lipid, và tiếp theo đó là hồi sức tim phổi như một cái cấp cứu của cái hồi sức tim phổi như vậy. À, trong bài lý thuyết thì là không có cái bài về hồi sức tim phổi, nhưng mà đi chăm sóc thì thầy cũng vừa hướng dẫn cho với các kiến thức về hồi sức tim phổi. Như vậy bây giờ hỏi tiếp là Mai này, Lan này, Thưởng này, trong hồi sức tim phổi bây giờ là A A B C D hay là C A B D hay là D A B C, làm cái nào trước? Thưởng, mình trao đổi thôi. Dạ, yeah, ABCD ạ. Gì thưởng? ABCD ạ. ABCD Lan. Lan có đồng ý không? Cho thầy là cho em là phải là CA cấp cứu tuần hoàn trước, sau đó đến Đúng. đường thở và cái đường còn lại ạ. Chính xác. Thưởng sai, thưởng nghe. Hay xin lỗi. Alo. Ok. Thượng xem lại, Lan chính xác. Hồi sức tuần hoàn trước, hồi xưa là A, B, C, D, A người ta làm hô hấp trước là sai anh em. Khi nào đi lâm sàng thầy sẽ hướng dẫn thêm và lý do tại sao bây giờ hỏi tiếp. Lan giỏi đó. À, bây giờ thầy hỏi thông minh, vì sao chọn C trước mà không chọn A trước Lan? À, dạ thưa thầy là theo em nhớ là khi mà tuần hoàn nó bị ngưng tuần hoàn á, thì cái tỷ lệ mà máu lưu thông trên cái thời gian mà để máu lưu thông trên não để cho mình phải cứu được cái não trước khi mà mình đường thở thì có thể bệnh Chính nhân có xác, thể ngưng thở lâu hơn ạ. rồi giỏi, chính xác ha. Lan có bé đâu tại em Thế. nó dùng Bắc Dạ em ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk à? Đắk Lắk không, sao nó dùng Bắc mà Bắc vô Đắk Lắk hả? À? Dạ đúng rồi ạ. Rồi giỏi, thầy khen giỏi không thêm mặt, nhưng thầy khen giỏi những câu hỏi thì em trả lời tốt á nghe. Thầy xin lỗi Dạ đừng cảm ơn thầy ạ. alo, anh đang bận dạy học đó nghe, cái gì liên lạc sau nghe. Thượng nhớ chưa, em chọn A B C D là sai nghe Thượng. Dạ em nhớ rồi. Rồi nhớ nhớ là trong cái bài thi của thầy đôi khi như vậy, và các anh nhớ là không cần cái điểm thi là không quan trọng, bởi vì thầy các anh thích điểm cao thì cho điểm cao, nhưng vấn đề căn bản là kiến thức để sau này mình ra mình sử dụng để cứu người nghe. Mình chỉ cần sơ sẩy mình sai một cái của mình là đôi khi tệ bệnh nhân, thay vì mình cứu sống rồi mình không cứu bệnh nhân được. Còn điểm thi đối với thầy là các em phải lo, không có ngại gì đó. Cuộc học của mình là trao đổi kiến thức, và giữa thầy truyền cho trò, đàn anh truyền cho đàn em, là những cái kiến thức của chúng ta phải làm được chuẩn xác. Đang trả lời khá chính xác ha. Mai đâu thầy không thấy tương tác nào đi Mai? Không tham gia học online hả? Dạ có, em vẫn nghe nha thầy Có. ơi. Rồi thầy sẽ hỏi thêm vài câu ha. Trong quá trình trao đổi thì chủ yếu cho vui, và thứ hai là mình nhớ, học như vậy các em mới nhớ, chứ không phải là thầy đọc cho các em viết là không nhớ. Như vậy thầy sẽ bảo đảm là mai mốt là Thượng sẽ nhớ, ai mà có hỏi câu lại là CIBD thì không bao giờ đọc là ABCD nữa, phải không Thượng? Dạ. Chính xác. Rồi xin slide tiếp. Vấn đề kinh nghiệm đọc thuốc tê thì các em thấy là các cái biểu hiện rầm rộ đi trước, khi nào là cổng có biểu hiện về các cái thần kinh nghe, ví dụ như này lơ mơ này, co giật này, mất tri giác này, và sau đó những cái biểu hiện khác là biểu hiện về hô hấp và tuần hoàn, mạch chậm huyết áp chậm và ngưng thở ngưng tim. Thầy xin lỗi, có điện thoại của
Alo ạ. Không báo. Không thấy ai báo gì hết trơn, hoặc có báo với bác sĩ Tuấn hay không? Không thấy ai báo gì với bác hết trơn. Rồi trong nhớ cái nhiệm vụ đọc thuốc tê là khi mà ví dụ các em làm những cái thủ thuật gì đó mà có liên quan thuốc tê là các thì khi mà bệnh nhân có một triệu chứng thay đổi đầu tiên nghĩ tới là sốc phản vệ, thứ hai là ngộ độc thuốc tê, và hai trường hợp đó cấp cứu nó gần giống nhau nhưng mà riêng mà cái các em chẩn đoán sốc phản vệ thì dùng cái gì trước? Bây giờ thầy hỏi Mai. Nếu trong trường hợp ví dụ mình đi nhổ răng người ta tiêm adrenaline vào xong rồi bệnh nhân có những biểu hiện là choáng, huyết áp tụt và doạn ngưng tim thì mình chẩn đoán sốc phản vệ, thì trong những trường hợp đó mình cấp cứu đầu tay là cái gì mà Mai ơi? Dạ thưa thầy, là theo em là adrenaline. Đúng chắc. Rồi adrenaline ha. Thầy xin lỗi nha, thầy ngưng tay những tí nha, thầy có việc đấy nha. Dạ. À thầy giải tiếp nha. À phải em nghe. Rồi vô anh adrenaline và họ tiếp tiêm nữa. Adrenaline tiêm ở đâu? Dạ dạ adrenaline tiêm tĩnh mạch. Tĩnh mạch tướng đồng ý với ý kiến của Mai không? Alo. Đó là rồi. Thưởng đồng ý với ý kiến của Mai là khi bệnh nhân bị sốc phản vệ dùng adrenaline tiêm tĩnh mạch. Dạ. Tiêm như vậy. Nghe đấy ạ. À dùng nghe đây. Rồi dùng nghe đây cái hợp tổng hợp. À, xuống có giám pháp y tài pháp y ở đâu ạ? À? Ở khóa hả? Không cái rồi rồi được 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 có cái giấy báo công an không cái hợp tổng hợp? Không bệnh nhân nó đâu có tỉnh. À, cái cam mà bị đấm hả, vết thương đâm tốt và à, cái cam đó thì tỉnh, cái cam đó thì tỉnh tỉnh rồi có thể xuống công an có thể làm việc được. Rồi được có liên hệ cái, rồi được được cái liên hệ các em là các em nó hướng dẫn cho dùng đáng về học đấy nhé. Rồi Sao Thượng ơi, tiêm ở đâu Thượng, có đồng ý tiêm tĩnh mạch như Mai nói không? Thưa thầy là tiêm dưới da. Tiêm dưới da khi mà sốc quá nặng thì mình mới là tiêm tĩnh mạch. Đúng, chính xác. Rồi các em với bà quán bài như vậy chúng ta sẽ có một cái bài rất hay, mà cái bài này phải đi sát với các em là trong suốt quá trình các em bừng áp lưu luôn, từ da từ đây cho đến bây giờ luôn á, là bài sốc phản vệ và xử trí sốc phản vệ ha. Cái bài này đôi khi thầy cũng hay ra hỏi thi lắm á, tại vì thầy chỉ muốn thi những cái gì mà thực tế sau này sẽ có lợi cho các em. Ví dụ như thầy hỏi một câu đơn giản thôi thì như hồi nãy Lan có nói là nhớ dọa nói thêm một câu, ngoài những biến chứng do thủ thuật xảy ra chúng ta phải nói là biến chứng sốc phản vệ do sử dụng thuốc nghe đó. Rồi còn một cái câu mà thầy sẽ hỏi các em, nhưng mà đúng ra là chúng các em chưa cần làm cái này, chỉ cần nêu lên các triệu chứng sốc phản vệ. À, nhưng mà bây giờ thầy cũng mang phép để tập luyện với các em là xử lý trường hợp sốc phản vệ luôn, vì năm tư đôi khi cũng cần rồi. Một cái bài sốc phản vệ bài rất hay, và sau này thì chúng ta có một cái buổi gọi là cái buổi trình đề cương á, một cái buổi báo cáo về một cái bao boy để dạy các em cách làm bao boy, và khi nào chúng ta có đi thực tập lâm sàng nè, và trình một cái chuyên đề. Các em có thể trình một cái chuyên đề là sốc phản vệ và xử trí sốc phản vệ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, chia ra nhóm, một nhóm là cơ chế dẫn đến sốc phản vệ, một nhóm là
chẩn đoán sốc phản vệ, một nhóm là điều trị sốc phản vệ. Và chúng ta sẽ có một trình tương tác trên lâm sàng. Còn trong trường hợp đó mà ví dụ như đang nhổ răng như vậy thì các em nhớ là xử trí sốc phản vệ. Còn trong trường hợp sau khi tiêm thuốc tê thì bệnh nhân chưa có tụt huyết áp, chưa có suy hô hấp, nhưng bệnh nhân là có những cái triệu chứng đầu tiên về thần kinh như bây giờ có thể là nói nhiều này, nói nhảm này, lơ mơ này, ngủ gà này, thì nghĩ ngay tới là biến chứng do ngộ độc thuốc tê. Thì trong trường hợp đó thuốc đầu tay là sử dụng là thuốc gì? Lan. Lan nghe thấy không ạ? Dạ em đang nghe ạ. Rồi sử dụng thuốc gì Lan? Thế là trong trường hợp bệnh nhân đang sốc phản vệ xử trí của tai biến của thuốc tê thở nãy thầy có nói một tên thuốc mà em quên mất rồi. Đúng, incalipid ở trong phòng mổ hoặc tất cả mình không có. Dung dịch incalipid là các cái dung dịch nuôi dưỡng bằng lipid, ví dụ như lipofundin này, ha, smoke lipid này. Ha. Là những dung dịch nuôi dưỡng ba đường tĩnh mạch mà trong đó là thành phần lipid nha, đục như sữa vậy thôi. Các em cứ truyền cho bệnh nhân 1,5 ml trên kg cân nặng, truyền thật nhanh và sau đó là duy trì truyền dung dịch nuôi dưỡng như vậy. Nhớ cái đó là rất quan trọng lắm á, cứu rất được nhiều người bệnh nhân sau khi chúng ta sử dụng dung dịch lipid. Dung dịch lipid thầy nói đó là như là cái dung dịch nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, nó thành phần của nó là lipid thôi. Thì vào nó có tác dụng là nó sẽ trung gian, nó hóa giải được các cái thuốc độc, đặc biệt là những cái thuốc mà thuốc tê nó có độc cho cơ tim, thì nó hóa giải được những cái thuốc mà gắn vào các cái cụ thể ở cơ tim luôn. Như vậy chúng ta được cứu được bệnh nhân. Xin slide tiếp ạ. Nó sử trí ngộ độc thuốc tê là các anh vừa qua trong bài đó sẽ có nói là sử dụng nhu dịch lipid ngay khi bắt đầu có cái triệu chứng, mà triệu chứng đầu tiên của ngộ độc thuốc tê là các triệu chứng về thần kinh. Và sau đó là sau khi sử dụng intralipid thì em cấp cứu như một cái trường hợp ngưng tim ngưng thở thôi, cũng CIBD vậy thôi. Cái này đi vào lâm sàng thì sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Xin slide tiếp. Một cái quan trọng nữa căn bản là chống co giật thì theo các em dùng thuốc gì? Thì dùng các thuốc an thần thôi. Mà khi sử dụng thuốc an thần thì nhớ cho thầy một cái rất quan trọng là thuốc an thần nó sẽ gây ra tình trạng suy hô hấp. Hiện tại ở trong các cái bệnh viện các thuốc an thần là sau này các em phải nhớ các thuốc an thần là bác sĩ nào cũng phải nhớ hết. Vì bệnh nhân thế nào cũng lo lắng, cũng hồi hộp, cũng mất ngủ. Thì trong bệnh viện có các thuốc an thần thì các em sẽ tìm hiểu, nhưng mà thầy nó sơ qua ví dụ như chúng ta có dung dịch benzodiazepine là dung dịch là thuốc gì, là thuốc celucen đó, là valium đó, thuốc ngủ. Hoặc ngoài ra chúng ta có midazolam hiện tại bệnh viện các bệnh viện cũng nhiều, các khoa phòng cũng có. Các em nhớ là cho cách thuốc là sao và lưu lượng như thế nào thì các em coi trong cái phần gọi là phần là dược lý của thuốc, và các biến chứng sử dụng cái thuốc đó như thế nào các em qua trong phần biến chứng, và khi nào đi thực tập lâm sàng thì sẽ các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các em những ra sao. Và riêng các thuốc an thần cũng có một cái thuốc là propofol là các thuốc an thần mà thế hệ mới, làm cho bệnh nhân ngủ rất nhanh, ngủ rất sớm và khi là tỉnh lại rất nhẹ nhàng, và sau khi ngưng thuốc thì bệnh nhân lập tức tỉnh liền. Cái thuốc này là còn là một cái thuốc nổi tiếng mà đã làm chết một người siêu sao của thế giới, là biết ai chết vì thuốc này không ạ? Propofol á. Một bác sĩ cho một cái một siêu sao tài năng này và vì tác dụng thuốc này mà chết. Michael Jackson ha. Và một cái nữa là hồi sức tim phổi khi có biểu hiện là suy hô hấp, suy tuần hoàn trong trường hợp mà sử dụng thuốc tê, ngộ độc thuốc tê. Thầy nói là hồi sức tim phổi giống như là một cái trường hợp là cấp cứu là ngừng tim ngừng thở, sau này sẽ hướng dẫn cho em cấp cứu ngừng tim ngừng thở CIBD như thế nào,
C là ra sao và A như thế nào, B như thế nào, D như thế nào. Như vậy là để có một vào một cái ngành y, không riêng gì về ngành y hồi sức, sau này các em đi các chuyên khoa khác, để chúng ta để thành công trong một điều trị bệnh nhân, đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức tốt. À, và kiến thức tốt mà chúng ta tay nghề các em không vững, ví dụ các em cái ca này choáng nặng nó cần phải truyền dịch, nhưng mà truyền dịch mà các em tìm cái đường kiếm truyền mà không được thì cũng một thời gian cấp cứu bệnh nhân cũng như vô nghĩa. Chúng ta loay hoay tìm đường truyền không được thì chúng ta phải cấp cứu như thế nào. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tay nghề vững. Mà muốn có tay nghề vững thì có hai khả năng. Thứ nhất là cái bản năng của người đó, cái khiếu của người đó, và thứ hai là cái tinh thần ham học và thường xuyên làm, thì người ta gọi là trăm hành bằng tay quen thôi. Mình làm càng nhiều thì tay nghề mình càng vững. Và một cái quan trọng không bao giờ mà thiếu trong ngành y là chúng ta có quan hệ đồng nghiệp và có quan hệ bệnh nhân. Hiện nay thì giữa bác sĩ và bệnh nhân, vì bệnh nhân bây giờ nó trí thức, nó cũng trí thức người bệnh cũng cao lắm, thành tựu đòi hỏi giữa bác sĩ và bệnh nhân có một cái quan hệ tốt thân thiện thì cũng có góp phần trong thành công của người em. Và một cái mà thầy từng nhắc nhở trong ngành y chúng ta là phải có tâm với nghề. Khi chúng ta bật ngã vào blue thì chúng ta phải thể hiện cái tâm của mình, thì được bốn ngành này là sẽ chìa khóa dẫn tới thành công. Đây là cái thông điệp thầy muốn gửi tới cho các bạn. Xin tiếp ạ. Đây là một cái hình ảnh để mà nói là có tâm với nghề. Đây là một hình ảnh chúng ta cần trân trọng, là một cái bệnh nhi mà khi chết mà mặc dù nhỏ như vậy người ta vẫn nói là hiến tạng ha, một bệnh nhi ở Đài Loan. Xin tiếp ạ. Cho thầy slide tiếp cái thưởng anh. Rồi một cái hình ảnh gì đây nữa là chúng ta thường gặp trên cái đường phố Sài Gòn. Theo các em thì khi đi ngang này các em có cho tiền hai em nhỏ này không? Cái này là nói về cái tâm của mình và làm mà đúng chỗ đúng nơi thôi, cùng nó có liên quan một tí trong chuyên môn là nói có tâm với nghề thôi. Đi qua tiếp đi, khi nào chúng ta gặp và chúng ta tương tác nhiều hơn qua online. Và cái bài học hôm nay nó như vậy là cái bài này chấm dứt, để thưởng có thể cho tiếp thầy qua cái bài, có bài khác ạ. Cái bài gây mê đồ hiệu quả đúng không? Nhiều bài gây mê được cái quả này thầy. Rồi bài cái mình nó quản thầy làm luôn là cái phần của thầy xong đó.